Thì chú là người Kinh á, chú cho con hỏi là chú sống ở đâu, người Kinh là chú sống ở đâu? Ở Bình Định. Trời ơi, Bình Định luôn. Vô Bình Định mà đi đâu vô đây dữ vậy chú? mướn luôn này này. À, vô làm mướn rồi xong rồi gặp cô luôn. À, Dạ, là ở đây là hai mươi mấy năm luôn. 24 năm. Dạ, là chú từ biệt quê hương, chú vô tỉnh Ninh Thuận này chú ở luôn hả? À, Dạ, lâu lâu mình có về ngoài đó không hay là mình từ biệt luôn? lâu lâu thì cũng về bữa một lần Dạ, chứ đi luôn rồi đi luôn cha bỏ mẹ buồn cha mẹ buồn, hả? còn mẹ già chứ cha cũng mất lâu rồi. Dạ. Tiến xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại Tiến cùng với ba và chú người đồng bào đang tiếp tục đi vào sâu trong rừng trong núi để thăm những hộ hoàn cảnh sống ở bên trên đỉnh núi cả nhà mình. Hiện tại bây giờ thì đã 9 giờ sáng rồi cả nhà. Hôm nay Tiến đi rất là sớm tại vì đoạn đường nó rất là xa và vác những cái phần quà nó rất là nặng luôn. Ở bên trong là hơn 50 kg cả nhà. Tập video hôm nay á, Tiến cũng muốn đưa cả nhà mình tới những cái hộ hoàn cảnh khó khăn sống ở trong rừng trong núi để cho cả nhà hiểu rõ nhiều hơn những người dân đồng bào Đắk Lây sống ở trên khu vực của tỉnh Ninh Thuận này, họ sống cực khổ như thế nào. Lấy từ từ chưa? Lấy rồi, con lấy rồi, bỏ đó rồi. Bên trong cái giỏ mà ba Tiến với lại chú đang vác á cả nhà mình là có hai phần quà ở bên trong á, rất là nặng luôn. Nghe anh đi đầu anh nhỉ hơn ta, nó cứ chút xíu một vài câu Nên nè. Tiến biết á, hôm nay đi một đoạn đường khá là xa và lên núi cao quá cả nhà, rồi vụt quà nặng nữa nên Tiến đi sớm. Chỉnh vỏ lại nó tuột xuống dưới cả nhà mình, tuột xuống dưới nặng quá cả nhà. Dây tụt lại ta. Dạ. Anh sao? À, lấy dây Giờ là cột lại lên để đi cho trước nó khỏi đi. tuột. Hả? Đi trước ơi, lên dốc đi trước ơi. Đây. Còn sao nó nặng hơn á. Đây, đi bệnh võ không được. Không, đợi con trai anh đi luôn được. Đang ngồi xuống nghỉ luôn Sẵn ngồi xuống nghỉ luôn. Nặng lắm cả nhà mình, đi nãy giờ thì cũng mười mấy mét. Trên cao nó rất là nặng luôn, nó cứ chì chì xuống á, nên bắt buộc là Tiến phải đi sớm để trời còn mát á, mình đi cho đỡ mệt hơn á cả nhà mình. tôm lại Lấy dây rừng á, à, dây rừng á có không, có dây rừng không rồi. chú? Cái gì Dây rừng ở khó đâu mà có, đúng không? Nè, mấy dây này được không ta? về gai không à, dây đó có gai Này, đâu có đâu, dây này đâu có gai đâu. Nè chú, đường này, dây này nè. đó gì nó nhổ lên. Được không? Vậy đó được không? Chú bứt thử coi. Được không? Ừ, cái đó nó không được. Dây còn non quá cả nha. Chú đang bứt rồi cột cái vỏ lại, khi mà mình đi lên cao á nó sẽ chì xuống, người ở đằng sau rất là nặng luôn. Giống như là gánh hết cái vỏ luôn á cả nha. Mới mưa hôm qua thì cây cỏ này kia là đứng bóng hết luôn cả nhà, không có một xíu gió nào luôn. Đi rừng đi núi mà có một xíu gió thì cũng rất là đỡ cho mình luôn, mà ở trên đây điều nó cao quá, nó phất gió hết rồi. Tụt Cột lại cả nhà mình. Đó, cả nhà cũng thấy đó, quà rất là nhiều. Thì không những quà đâu cả nhà, ở bên trong còn có thêm vài cái nồi nữa, rồi dép nước này kia nữa cả nhà mình, nên nó rất là nặng luôn. Cột được. được không chú? Được hả? Cột Là ai làm sao nào biết. xíu nữa nó bứt đi nha. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục thôi cả nhà mình. Được. Ui Không cần gánh luôn. chà. Cái vỏ quà cả nhà cũng thấy trong màn ảnh nhỏ đó, nó rất là to, nó to hơn người ba Tiến với lại chú Nghi luôn cả nhà mình. Ui cha, mới mưa mà cây nó mọc tươi tốt quá, nó mọc ra ở ngoài cái đường đi luôn. À,
bữa nay đi đỡ ngày hôm qua nè, tại vì đi sớm. Ngày hôm qua cũng đi trên đoạn đường này cả nha, mệt thở không nổi luôn. Mệt thì nghỉ nha. Chuối người ta trồng cả nha mình. Chuối này thì chỉ để dùng để cho sắt cho gà, cho vịt rồi cho heo ăn thôi. Chứ chuối như vậy là nó không có trái, có quầy đâu cả nhà mình. Có thì người ta cũng tranh thủ người ta chặt rồi đi bán nè. Wow, nắng lên rồi. Một đoạn đường rất là vất vả luôn cả nhà mình. 3 tiếng thì không có biết cầm máy quay quay á, nên tiếng không thể nào mà rinh dùm được. Giờ tiếp tục thôi cả nhà mình. Tiếng vừa mới nhờ chú mà hôm nay tiếng chia sẻ với cả nhà á, chú xuống chú vác. Tại vì nó quá là nặng và đoạn đường nó rất là xa xôi luôn cả nhà mình. Hoàn cảnh hôm nay tiếng chia sẻ thì chú là người Kinh, chú Ân vợ là người đồng bào Đắk Lây cả nhà mình. Chú sống ở trên đây cái thời gian mà chú sống rất là lâu năm luôn, nên tiếng cũng vừa nhờ chú là đi xuống vác cái quà phụ tiếng một xíu để đi lên cái chòi của chú. Wow, lên lưng chừng á, nó thấm mệt rồi cả nhà. Nó nặng á, là nặng những cái chai dầu ăn nước mắm này cả nhà mình. Tại vì tiếng mua á là mua cặp cặp không à, hai chai mắm, hai chai xì dầu, hai chai dầu chiên, nên nó nặng. Tại vì lên đây mỗi lần đi mỗi lần khó cả nhà, nên tiếng phải mua nhiều như vậy để cho họ sử dụng thời gian được lâu hơn. Trời ơi, đi lên dốc cả nhà mình, rất là cao. Cẩn thận với chân trượt nha. Ui cha, đoạn đường này mưa xuống nó rậm rạp quá cả nhà mình. Những cái con rắn chiếu á, nó bò quá trời luôn. Đi sợ mấy con côn trùng độc hại á cả nhà. Ở trên đây có một vài dây thanh long nữa nè, nhưng mà không có trái cả nhà mình. Quê tiếng á, đặc sản là nho với lại táo cả nhà. Còn ở khu vực lân cận tỉnh khác á, như Bình Thuận á, thì đặc sản á của họ là có thanh long. Quê tiếng thì ít thanh long lắm, chỉ có táo với lại nho thôi. Đi rừng đi núi vậy á, tiếng cũng rất muốn mang vác những cái phần quà như thế này cả nhà mình. Nhưng mà khi mà tiếng mang vác á, chắc chắn rằng sẽ không có những cái thước phim này để truyền tải tới cho cả nhà. Thì cả nhà xem, cả nhà cũng hiểu cho tiếng nha. Tiếng đi quay như thế này á, thì mình phải cầm máy. Cái vấn đề cầm máy á, là tiếng đi trên một cái đoạn đường nó rất là xa xôi, giống như hiện tại bây giờ nè. Tiếng toàn nhìn vào cái điện thoại thôi cả nhà. Lâu lâu mình liếc xuống ở dưới chân á, mình nhìn thử coi thử có chướng ngại vật gì hay không. Tiếng cầm máy á, là tiếng phải chỉnh cái góc quay đồ này kia nữa cả nhà mình, chứ không phải là cầm máy á, là quay được đâu. Rồi nghỉ đi chú. Cao quá cả nhà. À.
Người xỉu rồi Đúng rồi. cả nhà, xỉu rồi, nghỉ lần hai cũng đã đỡ mệt rồi cả nhà, tiếp tục thôi. Tiến không biết cái quãng đường còn bao xa nữa và nghỉ thêm bao nhiêu lần nữa cả nhà, giờ mình cứ đi thôi. Từ dưới chân núi á mà mình đi lên đây á, nãy giờ cũng khoảng hơn 30 phút rồi cả nhà mình. Đi núi mà không quen nó đuối cái chân lắm cả nhà. Mình đi một hôm xong á, hôm sau á là ngủ dậy mình đứng dậy không nổi luôn á cả nhà mình. Lúc đầu Tiến đi cũng vậy, mình đi không quen là mình ngủ dậy là đứng dậy không nổi luôn, mà bây giờ đi quen rồi mỗi sáng dậy thì nó vẫn đuối cái chân nhưng mà mình vẫn có sức để mình đi làm. Mỗi ngày là Tiến phải đi làm cả nhà, làm ít làm nhiều gì cũng phải đi chứ ở nhà khó chịu lắm cả nhà. Đi đi làm như vậy á thì cũng tạo cho Tiến một cái thói quen bắt buộc là ngày nào cũng phải đi. Wow, lên đây hơi bằng xíu rồi chú hả? À lên đỉnh rồi mà không bằng. Rẫy đâu chú? À khi mà cả nhà xem được á, cả nhà hãy ủng hộ cho Tiến bằng cách là xem hết video giúp Tiến nha, để hiểu được những người nghèo khổ ở vùng đất Ninh Thuận này nha. Và cũng đừng quên cho Tiến xin một lượt like, xem hết quảng cáo để ủng hộ cho Tiến thêm nha cả nhà mình nha, để cho càng ngày càng nhiều người biết tới kênh của Tiến và biết tới những người đồng bào ở khu vực nơi đây nhiều hơn. Đó là một cái động lực mà Tiến hằng mong muốn, ao ước lắm cả nhà. Và cái ao ước lớn hơn là mỗi ngày đều có quà để mang đi lên trên rừng núi tiếp tế lương thực cho người nghèo là đủ rồi cả nhà mình, chứ Tiến không có mong muốn cái gì thêm đâu. Sợ là mình sợ không có quà để tặng cho bà con thôi. Với lại không có video cả nhà mình, khi mà không có quà để tặng cho người nghèo á thì chắc chắn mình sẽ không có cái video để đăng tải cho cả nhà xem. Giờ thì cũng đã lên rồi cả nhà mình, nghỉ mệt nãy giờ rồi, thì khi mà bỏ cái giỏ quà xuống á là chú đi chạy tới cái bụi xả cả nhà, là chú bứt xả. Bứt xả để làm cái gì vậy chú? Đã đi dạ muối ăn cơm. À là mình chưa ăn sáng luôn hả chú? Chưa. Dạ ăn cơm hả? Ừ. Trời ơi, xả trên đây mình trồng hay là tự mọc vậy chú? Sáng nay mình trồng cho mình xin của người ta về mình trồng nè. À xin của người ta về rồi xong rồi mình đâm xuống là để cho nó tự mọc lên hả chú? À. Xả nhìn thơm Nhỏ lắm cả nhà nhỏ mình. nhỏ mà thơm lắm. Dạ ở trên đây người ta làm muối là toàn xả không chú hả? À, mua xả. Dạ chú là người Kinh nha cả nhà mình nha. Thì bây giờ chú bứt xả vào chú đâm muối, đi vào nhà đi chú, đi À. mệt không chú? Kinh mệt không? Mệt Mệt chứ. hả? Già rồi mà. Dạ chú cho con hỏi là chú ở trên đây lâu chưa? Ở này 20 năm, 24 năm rồi. 24 năm ở trên núi cao như thế này luôn. À. Dạ qua. Wow, cái này là chú hứng nước mưa nữa hả? Chân nước mưa. Sao cái nước, sao cái nguồn nước của nó như nước sâm vậy chú? Cây lai đào ở trên mái tôn này nó chảy xuống Trời ơi. mà chú kêu để chú xúc chú rửa lại mà quét mái tôn mà chú chưa Dạ rảnh. đây cả nhà mình, cái nước sâm như thế nào là cái màu nước ở trên núi như như vậy luôn đó cả nhà. Mấy hôm nay là mưa liên tục ở trên núi luôn hả chú ha? Mưa được mới mưa được mấy ngày nay, 2 3 ngày nay à. Dạ wow, chú thì đang nhóm lửa đây cả nhà mình. Ở trên này muỗi rất là nhiều nên phải có nhang muỗi, chú có mua một ít nhang muỗi lên Ừ, có mua lên để xài chứ muỗi có nè. chịu nổi không? Dạ dạ muỗi nó chích là sốt rét luôn á.
Thì chú đang làm, trong cái thời gian mà chú làm á, Tiến cũng muốn ghi hình cái căn chòi bên trong và bên ngoài cho cả nhà cùng thấy nha. Đó, cái căn chòi, cái diện tích của nó rất là nhỏ luôn cả nhà mình, chỉ có 4 bước chân thôi. Theo tiến độ bước chân của Tiến chưa tới 4 bước đâu cả nhà, từ đây nè qua bên tới kia là chưa tới 4 bước đâu. Và ở bên hông cũng vậy, ngồi sau cũng vậy cả nhà. Có một cái mái nè, tôn rỉ sét và những cái cây gỗ mọc ăn hết rồi. Con xin phép con vào nhà Dạ Tiến dạ nha. dạ Dạ. Đây là cái cánh cửa của người đồng bào. Đó. Họ sống như vậy thôi á cả nhà. Chú thì ở trên đây á, chú có thờ này kia, thắp nhang rồi này kia ở trên đây cả nhà. Rồi sao cái vườn này sao mọt nó ăn dữ vậy chú? Chú cưa trong cái cây nó dở, Dạ, cưa chúng cái cây nó dở hả? trong cây nó dở mọt nó ăn được. Thì này Ủa. cũng không có cây cưa, cũng để vậy nằm hai chồng nằm giống không. Dạ, trước đó là mình nằm ở trên đây hả chú? Dạ, rồi bây giờ nó mục quá rồi bắt võng, một cái ở ngoài một cái ở trong như thế này để nằm thôi. Dạ. Qua bên trong thì rất là hoang tàn sơ sát luôn và kiểu như là nó tối âm u cả nhà mình. Rắn nó rồi nó vào đây không chú? Không có đâu, nhưng mà điều cái chuột đỏ nó thấy trên đêm không có điện ở đỏ nó vô Dạ, ở trên đây là chú sống hai mấy năm là không có điện đuốc gì luôn. xài đèn dầu không à. Dạ. Đó, cô một cái võng ở bên trong. Còn chú thì ở bên ngoài, chú sẵn đó chú canh chòi luôn cả nhà. Chú ơi, chú cho con hỏi là chú tên là gì? Chú tình bảo Chú tên Bảo. Dạ. Còn cô cô là tên sĩ dạ cô tên Sĩ. Dạ năm nay chú bao nhiêu tuổi? chú năm nay chú 51 51 tuổi. Cô là cũng tuổi đó cô luôn. cũng cô cũng cô lớn hơn tuổi À cô lớn hơn tuổi là cô 52 tuổi cả nhà mình. Thì chú là người Kinh á, chú cho con hỏi là chú sống ở đâu? Người Kinh là chú sống ở đâu? ở Bình Định Trời ơi, Bình Định luôn. Bình Định mà đi đâu vô đây dữ vậy chú? chú đi mà làm mướn luôn này này À vô làm mướn rồi xong rồi gặp cô luôn. Dạ là ở đây là hai mươi mấy năm luôn. 24 năm Dạ là chú từ biệt quê hương, chú vô tỉnh Ninh Thuận này chú ở luôn hả? Dạ. Lâu lâu mình có về ngoài đó không hay là mình từ biệt luôn? lâu lâu thì cũng về một bữa một lần Dạ. chứ đi luôn rồi Đi luôn cha mẹ bỏ buồn cha mẹ buồn hả? còn mẹ già chứ cha cũng mất lâu rồi Dạ cha thì mất lâu rồi. Như chú ở trên đây hai mươi mấy năm á, chú ưng vợ người đồng bào trên đây á, thì mỗi ngày ở trên núi á, chú làm cái công việc gì để mà chú có tiền? Chú cũng đi làm cỏ mướn rồi cho người ta vậy thôi chứ chú làm gì đâu, chú làm ở nhà rồi ai kêu làm cỏ mướn thì chú đi làm mướn cho người Dạ, vượt mấy trăm cây số để vào trong đây để kiếm vợ cả nhà mình, ta. rồi ở đây hai mươi mấy năm sống ở trên rừng trên núi như thế này luôn. Rồi mình mới đầu á, mình ở trên đây mình khổ á, mình sống theo cái cảnh rừng núi á, thì chú có cảm thấy là chú nản không? Trong màu máu vô thì cũng nản nhưng mà ở riết rồi nó cũng quen Ở riết rồi cũng quen, thấy khổ quá đúng không chú? Dạ. điều khổ khổ thì hai vợ chồng cũng cứ ăn muối mắm hàng ngày cá khô cá héo rồi vậy thôi chứ có Dạ. Đó thấy thương cả nhà mình, tại vì không hẳn là ở trên núi là có đồng bào đâu cả nhà mình, ở trên đây á thì cũng có người Kinh cũng giống như chú luôn, họ ưng người đồng bào quá, tại vì cái duyên nó tới là nó tới thôi chú ha, xa cách mấy thì cũng ưng nhau được thôi. Hồi xưa là chắc đi làm rồi chọc gái trong đây dữ lắm rồi mới cua được cô ở trong đây chứ gì. Hồi đó chú đi nuôi tôm mướn cho người ta Dạ tôm là nuôi ở đâu vậy chú? chú nuôi ở rừng dưới Ninh Chữ À nuôi dưới Ninh Chữ luôn. Dạ. cô bác cũng đi bác kêu bác cũng đi xuống bác đem chở ốc chở đồ cho tôm ăn á À rồi xong cái gặp luôn, gặp luôn rồi gặp cái chở chú về luôn, khỏi gặp chở ốc chở tôm gì luôn. ông anh đó Làm mai. ông làm mai Dạ. về đây ở với bà luôn Dạ sao con thấy người Kinh đó chú không xuống ở dưới đó, tại vì con nghĩ trước đó là chú có làm công ty rồi thì chú không xuống ở dưới công ty chú làm để có cái đồng lương nó cố định. chú không chú chưa làm công ty lần nào đâu Chưa làm công ty hả? hồi đó giờ là ông đang làm công ty với chú cũng không biết chữ Không biết chữ luôn. Ủa chứ làm đi tôm là làm ở ngoài trời không chứ ở đâu? chú làm ngoài trời không Dạ cái đó không phải công ty hả? không Của à dạ làm ngoài của trời nuôi cá nhân người ta thôi. nuôi của cá nhân Dạ là không làm thuê làm mướn nên cũng không có quen á cả nhà mình. Thì nếu mà bây giờ mình làm á bắt buộc là cái tháng đầu tiên là mình phải có tiền mình dự trữ.
tại vì mình còn ăn uống đổ xăng này kia cả nhà mình, chứ mình không có tiền trong túi thì trong vòng một tháng mình làm việc á, tiền đâu mà mình xây sở đúng không chú? Thì người đồng bào họ cứ nghĩ như vậy thôi á cả nhà mình, nên họ không có xuống công ty họ làm là như vậy đó, họ quen cái công việc ở trên rừng trên núi rồi, có gì thì ăn đó, còn ai kêu gì á, thì làm đó thôi cả nhà, chứ họ ít khi mà xuống ở dưới đồng bằng mà đi làm công ty này kia lắm. Rồi sáng sớm là mình ăn như vậy thôi hả chú? Ừ, ăn có một tấm gạo nhỏ đó thôi đó hả? Đúng gạo, hết à, gạo. Là cái đó một lon hay là hai lon vậy chú? Sao một ít chú vậy? Một lon à. Một lon là mình mua hả? Hay là sao chú? Gạo bữa có bà chị bà cho, ai cho bà cho lại đấy chứ. Dạ, là cho lại một lon để mình ăn. Bà cho lại, bữa bà cho lại hai ba lon mà ăn còn bao nhiêu đây? Dạ, ở đây mũi là cắn sút rét luôn á, sao mình không xuống ở dưới gần gần xíu mình ở chú, mình sống trên tích đỉnh núi cao á, rồi rải mình trên này mà mình ở dưới kia đâu có đất của mình đâu, dưới kia đâu mình ở. Dạ, rồi bệnh đau rồi này kia chạy xuống không kịp. Thì điện cho, có bệnh đau rồi thì bà điện cho mấy đứa em với cháu rồi mua thuốc lên. Dạ, nói chung bệnh đau tính sâu. À, không có cái điện thoại cùi bắp đó. Ừ. Dạ. Ở điện về và điện cho em cho cháu bà. Nó đem thuốc lên. Với cái nguồn nước, với cái đoạn đường xa xôi nhẹ, cái nguồn nước chú lấy á, là phải đi xuống ở dưới suối lấy luôn. Không, chú lấy trên kia lại. À, trên kia là nó cũng có một cái hũng nước đó hả chú? Nước mà nước đó nó cũng không cạn, nhưng mà nó cũng ít chảy lắm, mùa mưa mà nó chảy. Dạ. Mà mùa nắng thì nó đứng một lỗ đó thôi, chứ nó không có, dạ, nó không có chảy mà nó cũng không cạn. Dạ. Đó, thì xung quanh đây người ta dùng lỗ nước đó không? Nhưng mà nước đó nó bị ô nhiễm, nó dơ đúng không? Không à. Không dơ luôn. Dọn dẹp về sạch sẽ hết chứ. Là nó chảy ở bên trong cái hang đá. À, ở trong hang đá đó nó chảy ra nó luồn đâu dưới cái luồn đất đó nó đi mình không biết. À. Còn nó không có tràn. Dạ, không có tràn ra luôn. Không tràn. Hay quá ha. Cô với lại chú á là có người con nào chưa? Chú đâu có con đâu. Không có con. Không có đứa nào hết. Dạ. Ưng nhau hai mươi mấy năm là không có người con nào luôn. Ừ. Dạ, hai vợ có chú. Mà có mà nên đã mang bầu dừng 4-5 tháng là hư, 4-5 tháng hư. 4-5 tháng hư, 4-5 tháng hư. Ừ. Dạ. Không biết tới giờ luôn. Dạ. Bự hư hai ba đứa rồi. Dạ. Còn cháu đó, con nhóc đó là con của ai? Con nhóc đó là cháu của bà. À, cháu của cô lại. À, dạ. Bà, em gái bà đẻ ra mẹ thằng này này. Dạ. Rồi bây giờ hai vợ chồng nó ly dị rồi, thằng đại nó cứ nó ăn theo chú không ạ? À? Dạ, ăn theo chú không hả? Cha nhà cũng thấy nó khổ tới mức mà lấy cái cây đục á, cái cây đục mà người ta làm nhà đồ này kia cả nhà mình, là giả ớt, giả cái muối xả đó để ăn cả nhà. Ở đây thiếu thốn đủ thứ đó, thôi chú không? Thiếu ra mà giờ biết làm sao không? Dạ. Gạo còn như vậy thì nấu rất là lâu. Ừ, chú đâm như vậy thì biết bao giờ gạo nó chín mà ăn. Thì chú để nấu lát nữa để ăn trưa luôn chứ. Còn, nấu ăn trưa. Chứ còn sáng giờ ăn chút lá đủ rồi làm. À, cơm thì vẫn nấu cả nhà mình nhưng mà để ăn trưa. Còn buổi sáng chưa ăn á thì bứt vài cái lá đu đủ ăn đỡ trong bụng thôi cả nhà, rồi để đi làm thôi. À, thì ra là giả xả như vậy, xả quá trời xả luôn. Có một xíu ớt với lại xíu muối à. Ớt thì muối. Mới đầu chú lên đây á, chú thấy người ta ăn cái muối xả như vậy, chú có thấy lạ không? Lạ chứ, hồi mới về đây á, ông anh vợ ông dắt lên đây này. Dạ. Trời, ông luộc lá đủ mà, ông không có, ông để nguyên vậy ông luộc luôn. Dạ. Đồ ăn nó đắng gì mà nó đắng chịu không nổi luôn. Rồi mình thấy lạ cái chén muối này nữa đúng không chú? Thường là muối nhiều và ớt ít đúng không? Ừ. Còn cái này là muối ít và ớt cũng ít mà xả thì lại nhiều, đầy chén luôn cả nhà. Ăn vậy nó mới thơm mà nó ăn xả được nó giải cảm nữa. Bây giờ là đi hái đu đủ luôn hả chú? Hái đu đủ. Dạ. Bây giờ tiến với cả nhà cùng chú đi hái đu đủ luôn nha cả nhà mình nha. Tiến tới đây thì tiến ghi những cái thước phim á mà chân thật nhất để gửi tới cho cả nhà mình vào cái bữa ăn sáng. Bây giờ đi thôi cả nhà mình. Ui dưới đây dốc nó lài quá chú ha. Dốc nó lài mà cũng đỡ hơn bên kia chứ. Dạ, bên kia là nó cao chót chót luôn á cả nhà. Bên kia thì nó đứng. Dạ.
họ sống ở trên rừng, trên núi cao như vậy đó. Ở đây được con buổi tối nó mát lắm. Buổi tối ở trên cao sương nó xuống đúng không chú? Nó lạnh lạnh đúng không? Ừ. Dạ. Rừng cỡ 1-2 giờ bắt đầu nó lạnh. Dạ. Ủa chú ở trên đây thứ nhất không có ánh sáng rồi, thứ hai là mình lấy mình nằm trên cái võng á, mình lạnh quá mình lấy võng đó mình chùm lại luôn hả chú? À chú chùm võng, chú ở ngoài chú chùm võng đó mà bà ơn trò bà có cái mền. Dạ. Chú ở ngoài chú chùm võng đó rồi chú chùm lửa nữa. Dạ. Thấy họ rất là khổ, Tiến rất là thương luôn á cả nhà mình. Lúc nào Tiến tới mỗi hoàn cảnh á, Tiến cũng suy nghĩ trong đầu, trong đầu của Tiến luôn luôn hiện ra những cái hình ảnh mà Tiến đặt cái bản thân Tiến vào cái hoàn cảnh của họ. Tiến thì có phòng để ngủ, có gối, có mền mùng để nằm. Còn những người ở trên đây á, họ tới cái nơi mà nằm ngủ á, họ cũng không có nữa cả nhà. Và họ sống rất là khổ luôn. Đó, Tiến cảm thấy Tiến rất là thương. Nhiều lúc á, Tiến làm cái gì á, Tiến cũng đặt cái bản thân của Tiến vào người khác thì mình mới biết được cả nha. Chứ Tiến không bao giờ mà Tiến nhìn vẻ bề ngoài sơ qua xong rồi mình đánh giá người ta được đâu cả nha mình. Ai cũng có được, ai cũng có một cái cuộc sống riêng hết á, nhưng mà tùy theo cái số phận của người ta thôi. Giờ đang bứt lá đu đủ cả nhà mình. Đu đủ mà cũng hái trộm nữa hả chú? Cái trái đu đủ bị hái trộm mất rồi cả nhà. Rồi bây giờ đi vào thôi. Wow. Ở trên đây thì Tiến cảm thấy nó khá là mát này cả nhà. Còn đi ở dưới kia nó không có gió á, rồi nó hầm lắm. Mới đầu chú lên đây chú ở chú sợ không chú? Hồi đó lên đây ở thì cũng sợ chứ. Dạ. Hồi chú lên chú dọn cái khúc rải đây là xung quanh đây là rừng hết. Dạ. Ở rồi tuyết rồi. Có hai vợ chồng rồi dắt thêm thằng cháu nữa. Ủa cô nhóc đó nó không đi học á mà theo chú miết vậy? Bữa nay nghỉ hè đó. À nghỉ hè đi theo chú. Ừ. Con tưởng là những đứa trẻ phải cho nó đi học. Chứ đừng có cho nó nghỉ nha chú nha. Có gì khuyên ba mẹ. Ba mẹ nó ly dị rồi. Dạ. Đừng có cho nó nghỉ, khổ cỡ nào cũng phải cho nó đi học để nó biết chữ. Tụi nó thì nó đi học chứ mà nó nghỉ hè ở lên đây nó ở với chú luôn. Dạ. Nó kêu lên đây ở mát, cả nhà nóng lắm. Nhà thì cũng nhà nước hỗ trợ đúng không chú? Nhà nước hỗ trợ mà lâu lắm rồi, giờ nhà nó muốn sập rồi. Dạ. Chú có nhà ở dưới làng không? Có mà nhà nó muốn sập rồi. Nhà muốn sập hả chú? Ừ, nhà nước cho hồi đó. Nhà muốn sập rồi bây giờ sợ quá, sợ không biết khi nào sập đúng không chú? À, lâu hai chồng về. Lâu hai chồng về đó, bữa rồi lên đại à. Dạ. Chứ muốn sập rồi đâu dám ở, mùa mưa đâu dám ở dưới đó đâu. Ừ, mùa mưa mấy cái đó là nó nứt ra nước rồi nó vô nó mềm hết đó cả nhà mình. Ừ. Nó mềm nữa sập khi nào không hay luôn á. Mùa mưa đâu dám ở dưới đó đâu. Dạ. Buổi tối ve nó có kêu nhiều không chú? Sao con nghe nó lên đây con nghe nó kêu điếc đầu luôn á. Không à. Dạ. Buổi tối không có. Tưởng buổi tối mà nó kêu vậy, con này tới con kia nó kêu á. Trời ơi. Chịu sao nổi. Trần dạng như canh trưa. Dạ. Chú ở đây thì đỡ cả nhà mình. Nhiều khi á, có nhiều người người ta sống ở trên cái rừng già á. Ở trên đó nó mát hơn giống như Đà Lạt đúng không chú? Ừ. Theo đủ người ta ăn trộm rồi. Giờ mình ăn lá đi. Qua giờ bắt lửa lên cả nha. Lấy cái son này luôn hả chú? Son đó son để nó nước lấy theo rồi. Lá này ở trên núi á, người ta gọi là cái lá dây máu này cả nhà mình. Chú vừa chia sẻ với Tiến cái lá này với lại cái lá điều á, bỏ vào nấu chung với đu đủ á thì nó phai đi cái đắng đúng không chú? Cái này thì nó phai cái đắng, còn lá điều thì bỏ vô nó cũng thay cái đắng nhưng mà nó có cái chắc chát. Chát thôi chú. Ừ, còn lá đây thì nó không có chát. À, ăn sáng là nhiêu đó thôi cả nhà mình. Là chú ăn hết không? Hết chưa? Hết luôn hả? Đó, ăn như vậy cái này rất là dễ sôi luôn cả nhà mình. Có lửa sẵn rồi. Sống như vậy rất là thương.
chú ở trên đây á, chú đôi lúc chú có thèm thuồng cái gì không chú? Thèm ăn cái gì không? Thì lâu lâu cũng thèm cá tươi rồi á, mà lâu lắm mới về đi chợ lận. Dạ, với lại một phần cũng không có tiền. Không có chú. Tiền nữa. Dạ. Lâu lâu có tiền mới về đi chợ. Ừ. Dạ, ăn một bữa ngon. Lâu lâu có tiền về đi chợ rồi mua đồ đó gì đó để ăn ngay được 2-3 bữa, để dành hai chồng ăn được 2-3 bữa. Dạ. Được. Rồi hết rồi ăn cá khô tiếp. Dạ. Cá khô mới xả tiếp. Rồi chú có cái mong ước gì ở trên rừng núi này không? Có một cái điều ước cái gì không? Điều ước sao làm mùa màng được trả thương cho trúng đào trúng đồ, có tiền trả nợ trả nần, sửa cửa nhà cửa dưới làng lại chứ. À, sửa nhà cửa dưới làng lại, giờ không có tiền sửa nhà cửa. Giờ không có tiền sửa nhà cửa, lâu lâu mới về làng đâu dám về, mùa mưa ở nhà ở này không à, không dám về đâu. Dạ. Có mong muốn là mình có một cái ánh sáng ở hiện tại không chú? Muốn ghê lắm chứ, mà không có tiền mua nè. Dạ. Ghê lắm, có tiền mua để bắt cho nó sáng đêm mình hôm đỡ. Dạ. Không có tiền. Cô thì cô đi làm công ty đúng không chú? Bà khi nay cũng bệnh ở này chú biết mà, rất bà mới về xin vô làm tập vụ công ty được mấy tháng nè. Dạ, xin vô làm tập vụ cho công ty mấy tháng. Ừ. Một tháng thì được bao nhiêu tiền vậy chú? Một tháng được 6 triệu mà vừa rồi bà làm rồi, bà bệnh bà nghỉ còn có nó trừ còn có 4 triệu à. Dạ. Được. Rồi nhiêu triệu đó là mình trả nợ với mua gạo, mua đây bao gạo nhỏ nhỏ hai chồng ăn còn trả nợ. Dạ. Mình nợ nhiều không? Nhiều, chú nợ nhiều lắm. Dạ. Rồi hai chồng có tiền ăn rồi mượn trước á. Mượn trước trả sau. Mượn trước trả sau rồi tới mùa cuối mùa cái đâu có nào trả cho người ta này. Dạ. Rồi người ta tới người ta hỏi phải trả. Mùa này thất bát quá. Đúng, mùa này không có tiền. Dạ. Rất là mùa này nó luôn. Đào nó khô hết đâu có trái đâu. Dạ. Không có tiền trả cho người ta được, người ta tới đòi. Tại vì nhiều người á, họ mắc nợ là mắc nợ vì cái khổ, vì cái hoàn cảnh của họ cả nhà, nên bắt buộc là phải mắc nợ. Nó có nhiều loại nợ khác nhau lắm cả nhà mình. Nhiều người người ta lười biếng, người ta đi mượn người ta ăn, rồi không có để mà trả cho chủ nợ đúng không chú? Ừ. Còn mình hoàn cảnh mình khó khăn quá thì mình phải nợ ăn trước đó, trả sau. Mình mua đồ mua đạt thì mới có thể mình sống được ở trên cái cuộc đời này cả nhà, nên bắt buộc là mình phải nợ. Bây giờ trời năm nay không có thương mình thì giờ biết làm sao. Ừ. Thì nợ chồng nợ chứ làm sao. Đó, nhà nước cũng có cho bò cho nuôi đây này. Dạ. Rồi đó, cuộc bệnh rồi bán bò cho bà đi Sài Gòn. Dạ. Được. Mà cũng đâu có bất hẳn đâu, cái lương biết mà bò bán hết rồi. Bệnh gì vậy chú? Dùng bà đủ thứ hết. Dạ. Người bà mổ xẻ lung tung hết. Đó, bây giờ là nhắc xuống rồi cả nhà mình. Thì một cái nồi đu đủ. Hiện tại bây giờ là ăn sáng. Cô nhóc này là cháu đúng không chú? Cháu. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 10. Năm nay 10 tuổi. 10 tuổi là học lớp mấy? 4. 10 tuổi học lớp 4, chuẩn bị lên lớp 5. Nghỉ hè là lên lớp 5. Đẹp trai không cả nhà mình? Là hai ông cháu là chưa ăn sáng luôn, thì Tiến cũng chưa ăn sáng nên ăn một ít lá đu đủ để xem thử cái mùi vị nó trở lại sau thời gian khá là lâu, Tiến mới ăn lại cả nhà mình. Chút nữa Tiến sẽ ăn sau. Bây giờ mình ăn lá đu đủ nha chú ha. À. Dạ, bây giờ ăn thôi. Tiến xin mời cả nhà mình cùng ăn sáng với Tiến và hai ông cháu nha. Chú múc cho Tiến một ít như vậy thôi cả nhà mình, nhưng mà Tiến ăn rất là ít, mình ăn bốc nó mới ngon cả nhà. À. Đây. Wow. Tiến thử một ít. Cái này hả? Đây nè, đây nó ngon hơn. Đây cả nhà. À, Tiến mời cả nhà mình. Này. Vẫn còn đắng nha chú. Đắng không? Dạ, đắng. Chú thì chú ăn đắng quen rồi. Dạ. Wow. Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Ở trên đây có thèm gì không? Ở đây con có thèm gì không? Không thèm gì luôn, thèm ăn đu đủ thôi. Nó kẹo rồi món. À, kẹo, ăn kẹo thôi cả nhà mình. Bữa ăn sáng lắm thì ăn một xíu thôi cho lót bụng thôi, có cơm nó mới quan trọng cả nha. Ừ.
chú nấu nước nước sôi quá trời luôn. Ngon quá cả nhà mình. Cay hả? Cay. Cái này ăn, cái đọt này ăn đắng không chú? Nó cũng ngọt ngọt đó. Cũng ăn đắng ngọt ngọt. Dạ. Thế ăn xong cái lá này rồi xong rồi tiếng thế ăn cái đó thử nha cả nhà mình nha. Cay hả? Đây thì ăn nó đang nhẵn nhẵn ngọt ngọt. Rồi ăn cái này thử nha cả nhà. Kìa kìa kìa. Dạ. Bể ra. Rồi nó bùi, bể ra nó bùi quá chú không? Ừ. Đây cả nhà mình. Ừ. Cái này đỡ hơn lá này chú. Đó nó ngọt hơn nha. Dạ. Ngon cả nha. Hôm nay chú biết con lên đây là con làm gì không? Không. Không biết không? Như chú vừa nói á, chú không có tiền để chú mua cái đèn năng lượng mặt trời. Thì hôm nay con tới đây con mang cái ánh sáng lên cho gia đình của chú. Để cho gia đình của chú á có một cái ánh sáng ở trên vùng núi sau 20 mấy năm sống bằng cái đèn dầu. Ha. À, chú cảm ơn nhiều. Họ mừng lắm cả nhà mình. Tối nay là cô nhóc mà ở đây luôn. Hay là chiều về chú? Chiều nó xuống kia nó về như vậy nó. Dạ. Tiếng vừa lắp cái điện xong rồi cả nhà mình. Rất là gọn gàng luôn và tiếng tết cái ánh sáng cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó. Khi mà cái ánh sáng nó hiện lên á thì xung quanh cái căn chòi này, kể cả ban đêm ở bên ngoài luôn cả nhà, nó sáng ra bên ngoài luôn. Khi mà tiếng làm á thì tiếng sẽ lựa một cái vị trí nào đó để tiếng bắt cái đèn. Tại vì họ phải cần cái ánh sáng ở bên ngoài nữa nên tiếng bắt từ ở bên đây cho nó sáng ở bên trong và sáng lẫn bên ngoài luôn cả nhà mình. Đó, tắt, mở, tắt, mở. Chú ơi, à. chú vào đây để con hướng dẫn cho chú nha. Đây là cái remote này chú. Đó. À. Cái remote thì chú cầm đi chú. Chú cầm đi. Chú chỉ sử dụng là hai cái nút này thôi nha. Nút này nút mở nè. À. Nút này nút tắt nè. Còn lại chú đừng có bấm nha. À. Rồi, con tắt rồi chú mở lại nha. Đó. Rồi chú mở đi chú. Đó, rồi chú tắt đi. Rồi còn ở ngoài sau đó là pin này nha chú nha. À. Hết pin thì bấm lên không được nữa thì chú xuống chú mua pin chú thay vô thôi. À. Nha. À. Chú vui không? Vui chứ, mừng lắm chứ. Vui hả? Chú biết cái đèn này là của ai tặng cho mình không? Không không. Đây là cái đèn của bé Thùy ở Mỹ. À. Đã hỗ trợ cho gia đình của mình có một cái ánh sáng mà bấy lâu nay mà mình mơ ước á. À. Dạ. Chú cảm ơn bé Thùy ở Mỹ đi. À, chú cảm ơn với thầy ở Mỹ nha. Dạ. Tặng cho chú một cái ánh sáng để chú ở trên rải rừng cho ánh sáng. Dạ. Nhìn chú rất là vui luôn cả nhà mình. Thì bây giờ là chú cháu mình ra ngoài kia, con cũng có một cái phần quà để gửi cho chú ha. Dạ. Dạ. Tiến vừa bắt xong một cái điện năng lượng mặt trời cho chú rồi cả nhà mình. Và chú cũng đang ngồi phía trước mẹ ảnh nhỏ. Khi nãy Tiến cũng có nói là Tiến cũng muốn gửi cho chú một phần quà nhu yếu phẩm để cho chú có ở trên rừng trên núi mà chú sử dụng. Ở đây là em cũng muốn xin phép anh Quân Lê ở Mỹ, em chích ra số tiền 700.000 đồng để em mua nhu yếu phẩm và cá khô để gửi cho gia đình của chú. Cho gia đình của chú ở trên đây có cái để mà ăn. Thì trước tiên là con gửi cho chú nè, một thùng mì tôm. Đây con gửi cho chú. Dạ, chú cảm ơn. Dạ. Rồi chú để ở dưới đó luôn chú. Rồi chú để nằm xuống. Đó. Và ở đây con có gửi cho chú là hai chai dầu ăn nè. Đây, dạ, chú cảm ơn. Dạ. Hai chai mắm nữa này chú. À, cảm ơn. Đó. Cái này là mình xài lâu lắm đúng không chú? Ừ. Dạ. Hai chai đâu. Hai chai xì dầu nữa nè. À, chú cảm ơn. Dạ. Và muối, hạt nêm, đường. Đây, muối thì ở trên đây mình rất là cần nên con gửi cho chú là hai bịch muối nè. À, chú cảm ơn. Dạ, một ký đường và một bịch hạt nêm cho nó. Rồi hai hũ trao để mình ăn nữa nè. À, chú cảm ơn nhiều. Dạ. Ba dây xà bông để cho cô chú ở trên đây tắm rửa sạch sẽ thơm tho nha. À, chú cảm ơn. Và tiếp theo đây là một bịch cá cơm khô. Bên đây thì cá nục khô. Dạ. À, chú cảm ơn. Cá khô đó. Rồi cuối cùng.
con muốn gửi cho chú một bao gạo 10 kg. Đây con đưa cho cái bịch cho chú luôn nè. Dạ, chú cảm ơn. Dạ. Đó, quá đã luôn, rất là vui luôn. Chú vui không? Vui. Dạ, thì phần quà này là của anh Quân Lê ở Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình của chú. Tiếp theo là con cũng muốn xin phép cô Kim Huê, con trích số tiền quỹ mà cô đã gửi cho con ra là số tiền 1 triệu đồng. Để con gửi cho gia đình của chú, để cho gia đình của chú có cái số tiền này để mà xây sở ở trên khu vực rừng núi khi mà bệnh đông. Chú cũng chia sẻ với con á, là cô bệnh rất là nhiều và chạy chữa á, thì bây giờ có một cái số tiền này để chú có thể chú trang trải cùng với cô ở trên núi. Và cái thứ hai là khi mà cô bệnh á, thì cô có cái số tiền cô mua thuốc cũng đỡ lắm. Nên con muốn gửi cái số tiền quỹ của cô cho chú. Đợi con xíu nha, con đếm tiền nha. Đây là số tiền 1 triệu đồng con gửi cho chú nè. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 triệu. Đó, đây là cái số tiền của cô Kim Huê ở Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình của mình. Thì khi mà chú nhận cái số tiền này và cái đèn năng lượng cuối cùng là nhu yếu phẩm, thì chú có cái đôi lời nào chú cảm ơn cho tất cả các quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân không? Chú ơi, chú cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh em Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chú. Chú có gạo, rồi mắm muối, rồi các kiểu với một là có 1 triệu đồng. Chú rất mừng, rất cảm ơn. Dạ. Cái số tiền này á, con rất là mong khi mà con trao tặng á, là mình phải sử dụng đúng cách. Khi mà hết ăn uống á, thì mình có thể mình lấy số tiền này mình mua. Và cái thứ hai á, cô bệnh đau mà mình kẹt tiền á, mình không có tiền để mua thuốc á, thì chú lấy số tiền này chú cứ việc đi mua nha. Và đừng có sử dụng vào những cái việc mà không có đúng cách nha. Dạ, đó là cái số tiền mà Mạnh Thường Quân đi dành chữa bệnh cho bà. Dạ. Mua thuốc cho bà hàng ngày. Dạ. Đây là cái số tiền của Mạnh Thường Quân dành dụm á, cũng đi làm dành dụm để gửi cho những người nghèo giống gia đình của mình á. Dạ, cái này là con chỉ dặn dò thôi chứ không có gì nha. Thì Tiến cũng phải dặn dò, tại vì sử dụng cái số tiền này nó rất là lớn đối với người đồng bào ở trên núi á. Họ kiếm một ngày 30-40 ngàn á, rất là lớn đối với họ rồi, mà bây giờ họ cầm tiền triệu á, thì Tiến sợ là họ sử dụng không đúng cách, nên mình dặn dò một xíu thôi cả nhà mình. Bây giờ con cũng xin phép là con thay mặt cho gia đình của cô chú, con cảm ơn tất cả các quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng yêu thương và giúp đỡ cho các bà con nghèo khó khăn ở trên vùng núi sâu xa của tỉnh Ninh Thuận. Con không biết nói gì hơn, xin chúc cho tất cả các quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc và bình an trong cuộc sống. Bây giờ là con xin phép là con sẽ rời đi, tại vì hiện tại bây giờ là mình cũng rất là đầy đủ và con cũng đã thực hiện cái ước mơ mà bấy lâu nay chú ước mơ là có một cái ánh sáng ở trên núi. Đêm nay là mình sống trong ánh sáng rồi. Dạ, Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến kết thúc video tại đây luôn. Cả nhà yêu mến Tiến thì hãy cho Tiến xin 1 lượt like và 1 lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Tiến thật là nhiều, để Tiến có thêm động lực đi lên núi giúp đỡ các bà con nghèo tiếp nha. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.